Chữa tóc bạc sớm bằng khế chua, đơn giản hiệu quả, ngay tại nhà, khiến cả thế giới săn lùng. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả của kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, dân gian ông cha ta từ xưa đã có bài thuốc nổi tiếng trong điều trị chứng bạc tóc sớm. Đó là cách sử dụng chữa tóc bạc sớm bằng khế chua. Tóc bạc sớm là một chứng bệnh gây ra khá nhiều phiền toái hiện nay. Khá nhiều người trẻ tuổi đang ở tuổi vị thành niên, người trưởng thành ngoài 30-40 tuổi nhưng không may đã có nhiều sợi tóc bạc trên đầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ giới thiệu tới bạn cách chữa bạc tóc sớm bằng khế chua, đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cực kỳ cao, giúp cho bạn nhanh chóng có mái tóc đen bóng và khỏe trở lại. Bạn hãy cùng kênh Ăn Sạch Sống Khỏe tìm hiểu vì sao khế chua lại có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh về tóc như là bạc sớm, rụng tóc, khô tóc ngay dưới đây nhé. Cách chữa tóc bạc sớm bằng khế chua, đơn giản, hiệu quả tại nhà, khiến cả thế giới săn lùng. Tóc bạc sớm là một bệnh về tóc khá phổ biến với thanh niên, người trẻ tuổi hiện nay. Rất nhiều người chỉ ngoài khoảng 20-30 tuổi mà trên đầu đã xuất hiện các sợi tóc bạc, tóc trắng. Một số các triệu chứng của tóc bạc sớm như tóc mỏng, mất màu tóc, tóc chuyển sang màu bạc, màu trắng, tóc giòn, khô sơ rối và rụng tóc, nhức đầu. Các nguyên nhân gây tóc bạc sớm, lão hóa tóc sớm ở người trẻ tuổi, nữ giới hay cả trẻ em gồm có: hút thuốc lá, uống rượu bia có khả năng bị bạc tóc sớm hơn so với những người không hút thuốc lá đến 4 lần. Chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu cân bằng, không đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi, stress kéo dài. Chế độ sinh hoạt không lành mạnh, không khoa học như thức khuya nhiều, thiếu ngủ. Rối loạn tuyến giáp và tuyến yên ảnh hưởng tới quá trình sản xuất sắc tố melanin dẫn đến tóc bạc sớm. Lạm dụng sản phẩm chăm sóc tóc chứa các chất hóa học có thể gây hại cho tóc như thuốc nhuộm, thuốc tẩy tóc, gội đầu, dầu xả. Gen di truyền từ ông bà, cha mẹ là yếu tố khiến cho con cái dễ bị tóc bạc sớm. Thiếu vitamin và khoáng chất thiết yếu như các loại vitamin B12, vitamin C, vitamin E, acid folic. Chăm sóc vệ sinh tóc không tốt. Quả khế chua là loại quả rất thân thuộc với người Việt Nam, với những ưu điểm giá rẻ, dễ mua, được nhiều người sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt với các món canh chua và là một dược liệu tốt với sức khỏe. Trong quả khế chua có chứa rất nhiều axit hữu cơ, các thành phần vitamin, khoáng chất tốt như axit hữu cơ 800-1250mg trên 100g khế, hàm lượng axit oxalic là 1%, 300-500mg axit oxalic, 140-220mg axit succinic, 100-130mg axit citric, 300-430mg axit tartric. Và vị chua của khế là do các axit hữu cơ này. Khoáng chất: vi lượng sắt, canxi, natri, kali, magie, phốt pho. Vitamin dồi dào: các vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, vitamin P, đặc biệt là các nguồn vitamin C dồi dào. Ăn một quả khế chua nhỏ có thể cung cấp 1/3 lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Khế chua có tác dụng chữa nhiều bệnh hơn khế ngọt. Quả khế chua có rất nhiều lợi ích trong việc điều trị bệnh trong đông y, hỗ trợ nâng cao sức khỏe con người như trị tóc bạc sớm, giải nhiệt, trị viêm họng, ngăn ngừa táo bón, chữa trĩ và trị đau khớp, đau đầu. Không những thế, trong khế chua còn có axit oxalic có hiệu quả hữu hiệu trong việc làm sạch tóc, ngăn chặn các vi khuẩn gây ra các bệnh về da đầu như nấm da đầu, ngứa da đầu, viêm chân tóc, viêm nang tóc và trị gấu rất hiệu quả. Các nguyên tố vi lượng có trong khế như natri, canxi, sắt, kali giúp nuôi dưỡng tóc,
Khế chua còn làm đen tóc và chăm sóc mái tóc chắc khỏe, mượt mà, thúc đẩy mọc tóc nhanh chóng. Bài thuốc khế chua chữa tóc bạc sớm. Dùng quả khế chua chữa trị rụng tóc, tóc bạc sớm bằng khế chua từ lâu đã được chứng minh hiệu quả nhanh, an toàn mà tiết kiệm chi phí. Vì sao khế chua lại giúp ngăn rụng tóc, trị tóc bạc sớm hiệu quả? Trong khế chua có chứa rất nhiều vitamin C giúp kích thích mọc nhanh tóc và làm cho chúng đen trở lại. Nếu tóc bạn bị rụng hay bạc sớm thì khế chua chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mái tóc của bạn. Hàm lượng vitamin C cao giúp cho cơ thể tăng sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa sớm của da và tóc, giúp làm sạch bã nhờn trên da đầu, kích thích tóc mọc nhanh hơn, làm đen tóc trở lại. Các cách chữa trị tóc bạc sớm bằng khế chua hiệu quả nhanh tại nhà. Dù tóc bạc sớm không phải là dấu hiệu của tuổi tác, không nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng nó có rất nhiều nguyên nhân mà bạn cần khắc phục để hạn chế được những ảnh hưởng mà nó gây ra. Đặc biệt, nếu bạn còn trẻ tuổi mà đã có tóc bạc sớm. Đây là căn bệnh về tóc khiến nhiều người phải tự ti về thẩm mỹ, ngoại hình, mặc cảm trong công việc và cuộc sống. Chương trình cũng đã chia sẻ khá nhiều cách chữa trị tóc bạc sớm bằng các bài thuốc dân gian như hà thủ ô, đậu đen. Chữa tóc bạc sớm bằng khế chua chính là giải pháp mà bạn nên tham khảo để có thể sử dụng hoặc giới thiệu tới người thân trong gia đình. Bạn chỉ cần kiên trì chữa tóc bạc sớm bằng khế chua theo một trong các cách dưới đây hoặc kết hợp các cách lại thì mái tóc trắng trên đầu cũng chuyển dần sang màu đen nhanh chóng. Cách 1. Gội đầu bằng khế chua, mật ong và nước dừa. Gội đầu bằng khế chua là công thức chữa tóc bạc sớm, chữa rụng tóc tốt nhất từ quả khế chua. Đơn giản mà đem lại tác dụng bất ngờ chỉ trong một thời gian ngắn. Nguyên liệu 2-3 quả khế chua chín, tầm 200g, nước dừa tươi 200ml, 1-2 thìa mật ong nguyên chất, 1 nắm lá khế, có thể dùng nếu có hoặc không cũng được. Cách làm: rửa sạch khế và lá khế, đem xoay nhuyễn, lọc bỏ lấy nước cốt, bỏ bã. Trộn đều nước khế với nước dừa và mật ong, khuấy đều. Gội sạch đầu với nước ấm như bình thường. Sau khi da đầu và tóc đã sạch sẽ, bạn dùng hỗn hợp khế chua, nước dừa, mật ong thoa đều lên tóc, từ chân đến ngọn tóc, sao cho mái tóc được thấm ướt hỗn hợp. Massage tóc nhẹ nhàng trong 5 phút. Lấy một chiếc khăn to ủ bọc kín tóc trong vòng 15 phút, giúp cho các dưỡng chất có trong hỗn hợp ngấm sâu dần vào các nang tóc để phát huy được hiệu quả chăm sóc tóc một cách triệt để nhất có thể. Gội lại bằng nước sạch và lau tóc bằng khăn mềm rồi để tóc khô tự nhiên. Bạn nên ủ tóc bằng hỗn hợp này từ 2-3 lần trên một tuần và kiên trì trong vài tháng để đem lại hiệu quả như mong muốn. Lúc đó, bạn sẽ ngạc nhiên với trình mái tóc của mình đấy. Nếu bạn không muốn dùng thêm mật ong hay nước dừa thì cũng có thể dùng ngay nước ép khế chua để ủ tóc. Cách 2. Uống nước khế chua ngâm mật ong. Uống nước khế có tác dụng gì? Câu trả lời chính là trị tóc bạc sớm công hiệu. Cách làm nước ép khế chua ngâm mật ong để trị tóc bạc sớm cũng tương tự như trên. Nguyên liệu: khế chua chín 200g, nước dừa tươi 200ml, 1-2 thìa mật ong nguyên chất, 100ml nước lọc. Cách làm: rửa sạch khế và nấm nước muối khoáng khoảng 10 phút, cắt thành miếng nhỏ, sau đó cho khế vào nước lọc và máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc bỏ lấy nước và bỏ bã, cho nước cốt khế vào cốc, thêm nước dừa và mật ong để khuấy đều. Mỗi ngày bạn uống 2 lần và sau 2 tuần sẽ có kết quả khi mái tóc đen nhánh trở lại, tóc không còn bị khô, rụng tóc, bạc trắng như trước nữa. Cách 3. Gội đầu bằng khế chua. Cách trị tóc bạc sớm bằng gội đầu lá khế chua là một phương pháp rất dễ thực hiện. Bạn có thể dùng khế chua hoặc lá của khế chua rửa sạch, đun lấy nước, thêm một ít muối hạt để gội đầu. Cách gội đầu bằng lá khế chua tự nhiên
giống như dùng ổ kết, đem lại tác dụng rất tốt, kích thích mọc nhanh tóc và giúp cho mái tóc đen trở lại luôn chắc khỏe và xuân mượt. Phương pháp này rất phù hợp cho những người có thời gian bận rộn, quỹ thời gian eo hẹp. Nguyên liệu: 1 nắm lá khế tươi hoặc khô vừa đủ. Cách làm: cho lá khế đã rửa sạch vào trong nồi đun cùng với 1 lít nước. Có thể cho thêm muối vào để đun sôi cùng. Chắt lấy nước lá khế rồi để nguội. Dùng nước đó để gội đầu như bình thường. Nhớ massage da đầu nhẹ nhàng cho dưỡng chất thẩm thấu. Xả sạch tóc với nước mát và có thể dùng thêm dầu xả để tóc suôn mượt hơn. Cách 4. Chữa tóc bạc sớm bằng khế chua và dầu dừa. Tinh dầu dừa được coi là thần dược trong việc chăm sóc tóc, dưỡng da nhờ vào khả năng dưỡng ẩm rất hiệu quả và các axit béo giúp ngăn ngừa tổn thương tóc, kích thích độ dày của sợi tóc. Vì thế, bạn có thể kết hợp khế chua cùng với dầu dừa sẽ là cách trị tóc bạc sớm tại nhà, trị tóc rụng, đem đến hiệu quả bất ngờ cho mái tóc, giúp bạn có một mái tóc chắc khỏe, bóng mượt. Nguyên liệu: khế chua 2-3 quả, dầu dừa nguyên chất. Cách làm: khế chua ép lấy nước, hòa chung 2 thìa dầu dừa nguyên chất vào chung. Cho thêm khoảng 3 muỗng cà phê tinh dầu dừa vào và trộn đều. Gội đầu sạch để tóc còn hơi ẩm. Sau đó, bạn nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên da đầu và mái tóc. Massage nhẹ nhàng trong 1-3 phút. Dùng khăn quấn hoặc mũ ủ tóc chuyên dụng, ủ tóc với hỗn hợp trên khoảng 20 phút. Gội đầu lại sạch bằng nước, hoặc có thể gội đầu bằng dầu xả để tóc mềm mượt hơn. Hãy kiên trì thực hiện phương pháp ủ tóc bằng khế chua và dầu dừa 2-3 lần trên 1 tuần để luôn có được mái tóc mềm mượt, óng mượt. Cách 5. Ủ tóc bằng khế chua và muối. Phương pháp dùng khế chua với muối ăn để trị tóc bạc sớm, rụng tóc vừa hiệu quả mà còn vừa tiện lợi, đơn giản. Bạn có thể áp dụng tại nhà bất cứ lúc nào. Nguyên liệu: khế chua 2-3 quả, muối trắng nguyên chất. Cách làm: khế chua rửa sạch, ép lấy nước cốt, bỏ bã, hòa tan một lượng muối vào cùng nước cốt khế. Sau khi gội đầu thật sạch, đợi cho tóc khô, bạn dùng nước cốt khế và muối thoa đều lên tóc. Dùng khăn bông hoặc mũ ủ tóc trong khoảng 30 phút để cho các dưỡng chất thẩm thấu đều vào các nang tóc. Gội đầu sạch lại bằng nước lạnh. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần thì tình trạng rụng tóc và tóc bạc sớm sẽ được cải thiện. Mái tóc của bạn sẽ bớt tình trạng rụng và trở nên khỏe mạnh, mềm mượt hơn. 6. Ủ tóc bằng khế chua và trà đen. Cách kết hợp khế chua và nước trà đen để ủ tóc, dưỡng tóc cũng là một phương pháp an toàn mà hiệu quả nhanh chóng ngay tại nhà. Nguyên liệu: khế chua 3-5 quả, trà đen. Cách làm: bạn pha trà đen đặc để lấy nước rồi để nguội. Khế chua rửa sạch, cắt miếng và cho vào máy xay nhuyễn, lọc bỏ bã lấy nước. Trộn đều hai hỗn hợp nước khế chua và nước trà đen lại với nhau. Gội và làm sạch tóc bằng nước ấm. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mái tóc. Dùng tay massage khoảng 15 phút. Sau đó, dùng khăn ủ thêm 20-30 phút nữa. Gội lại bằng nước sạch và để tóc khô tự nhiên. Bạn nhớ thực hiện đều đặn 2-3 lần trên 1 tuần trong vòng 1-2 tháng để có được hiệu quả tốt nhất. Lưu ý, khi gội đầu bằng khế chua đúng cách, hiệu quả, an toàn. Trong quá trình sử dụng khế chua để gội đầu thì bạn cần lưu ý một số vấn đề sau để có thể tăng thêm hiệu quả trị rụng tóc, tóc bạc sớm, đồng thời hạn chế một số rủi ro không mong muốn. Gội đầu bằng khế chua chỉ có tác dụng kích thích tóc đen mọc nhanh hơn chứ không mang lại tác dụng giống như một loại thuốc nhuộm. Kiên trì thực hiện gội đầu bằng khế chua tối đa 2-3 lần trên 1 tuần để đạt được hiệu quả như mong muốn. Chọn những quả khế tươi, nguyên liệu sạch để tạo thành hỗn hợp gội đầu kích thích mọc tóc, trị rụng tóc. Hạn chế sử dụng máy sấy tóc mà hãy để cho tóc khô tự nhiên. Hạn chế sử dụng hóa chất lên tóc
như thuốc uốn, thuốc nhuộm. Khi gội đầu, không dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh để tránh làm tổn thương các tế bào tóc và da đầu. Ngừng sử dụng các loại dầu gội bằng khế chua nếu xuất hiện tình trạng bất thường. Ăn uống khoa học, đảm bảo dinh dưỡng và có lối sống lành mạnh. Sử dụng thêm những sản phẩm dưỡng tóc sau khi gội đầu như xịt dưỡng tóc, tinh dầu dưỡng tóc để giữ độ ẩm cho tóc và khiến cho chúng bóng khỏe, vào nếp. Quý vị khán thính giả thân mến, trên đây là cách chữa bạc tóc sớm bằng khế chua khá tiện lợi do các nguyên liệu cũng như cách làm cũng rất là đơn giản. Khế chua chữa tóc bạc sớm là một trong những vị thuốc tự nhiên làm đen tóc rất hiệu quả, được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Chính vì thế, nếu bạn hoặc người thân đang gặp tình trạng tóc bạc sơ rối, sử dụng khế chua với những cách thực hiện như trong bài viết là rất cần thiết mà an toàn, tiết kiệm. Tuy vậy, việc điều trị tóc bạc đòi hỏi bạn phải kiên trì và cần có quá trình lâu dài, nên dùng các biện pháp tự nhiên sẽ là tốt nhất. Chúc bạn mau chóng có một mái tóc đen bóng khỏe mạnh. Kênh Nhân Sạch Sống Khỏe xin dừng video tại đây. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.